kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn Chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị khách mời rất đặc biệt đến từ tổ chức Trai Fan để cùng bình luận và bàn luận là làm sao chúng ta có thể bảo vệ được trẻ em trên không gian mạng, đặc biệt là sau vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai, hình ảnh những đứa trẻ được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội cùng với những lời bình luận tiêu cực và thiếu nhân văn. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Chuyển động quanh ta. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát người và phương tiện cũng như là hàng hóa xuất nhập khẩu. Có thời điểm tại đây tập trung hơn 5.000 xe chở nông sản. Lợi dụng tình hình này, nhiều đối tượng, trong đó có cả cán bộ, đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn đã móc nối nhận hối lộ từ các chủ xe để cho thông quan. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Thìn, 44 tuổi trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn của tỉnh Lạng Sơn để làm rõ hành vi đưa hối lộ. Lâm Văn Hưởng, 39 tuổi và Nông Tuấn Anh, 30 tuổi đều là cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn cùng về hành vi nhận hối lộ. Lợi dụng tình hình ùn ứ xe nông sản tại cửa khẩu, Thìn đã móc nối với Hưởng và Tuấn Anh để tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng hàng bị hỏng hoặc tự quay đầu bỏ chỗ để đưa những xe mới đến thay vào với giá từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi xe tùy loại. Bước đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định 3 bị can đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Theo đó, trước đây, chi phí xuất hàng qua Trung Quốc tại cửa khẩu chỉ rơi từ 6 triệu cho tới 8 triệu đồng, đã bao gồm tiền thuê cò, hoàn thiện thủ tục thông quan, chi phí hạ tầng tại cửa khẩu tại Việt Nam và Trung Quốc trong quá trình xuất khẩu. Tuy nhiên thì từ khoảng cuối tháng 12 của năm 2021 cho tới nay, tiền luật bị nâng lên gấp 3 lần, thậm chí là gấp 4 lần. Ngoài ra, nếu để xe xếp lốt bình thường tại cửa khẩu thì mỗi container phải di chuyển hơn 20 ngày mới đến được khu vực làm thủ tục thông quan, xuất khẩu hàng hóa. Còn nếu chịu chi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng thì sẽ được lên trước để vào cửa khẩu. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là cho tới nay, dù không cấm người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhưng mỗi địa phương lại có một quy định chống dịch khác nhau. Trong đó, nhiều tỉnh thành yêu cầu người dân yêu cầu người đến và về phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc bằng PCR hoặc bằng test nhanh. Trong công văn mới nhất mà Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo những nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, không nêu các điều kiện về việc xét nghiệm, cách ly với người về quê ăn Tết. Tuy nhiên thì nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu người đến và về phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR hoặc test nhanh. Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Phúc Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những địa phương đã chính thức có thông báo yêu cầu người dân cần xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng PCR hoặc test nhanh khi về quê ăn Tết. Ngoài ra, các địa phương cũng yêu cầu người dân phải thực hiện nguyên tắc 5K, khai báo y tế, hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các lễ hội đầu xuân. Thưa quý vị, đây là hình ảnh đối tượng Lê Chí Thành. Đối tượng này đã từng được cộng đồng mạng biết đến khi mà xuất hiện trong các video gây xôn xao dư luận. Theo đó thì Lê Chí Thành nhiều lần đã cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ là khiêu khích xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ rồi phát tán trên mạng xã hội. Mục đích của đối tượng này là thông qua các video sẽ thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tháng 4 năm 2021, đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2021, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Lê Chí Thành vi phạm quy định giao thông. Tuy nhiên thì sau đó, Thành không xuất trình được giấy tờ tùy thân, không đồng ý lỗi vi phạm, đồng thời quay phim và phát trực tiếp trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người chia sẻ. Khi tổ công tác điều xe cẩu đến để kéo xe vi phạm về nơi tạm giữ, Thành đã có hoạt động chống đối, thậm chí là trèo lên xe cẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện công vụ tuần tra kiểm soát, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Tại phiên tòa, Lê Chí Thành không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng mình đang thực hiện quyền giám sát của công dân. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng là không có căn cứ chấp nhận ý kiến đang thực hiện quyền giám sát của công dân bởi cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thông tư quy định về hình thức tham gia ý kiến giám sát của công dân. Việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật. Từ đó, hội đồng xét xử đã tuyên đối tượng 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị, cách đây một tuần, Thanh Hóa đã gây bão dư luận với thư ngỏ kêu gọi con em địa phương đang đi làm ăn xa hay là học tập xa không về quê ăn Tết để phòng tránh dịch bệnh. Trong những ngày qua, tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa của tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng là gia đình có người đi làm ăn xa về quê đón Tết, đang theo dõi sức khỏe cách ly y tế tại nhà, bị cán bộ thôn khóa cổng. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Chủ tịch huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa và cho rằng hành động khóa cổng nhà người dân cách ly là phản cảm và thiếu tính nhân văn. Theo Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, quan điểm của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện không chỉ đạo địa phương nào khóa cổng của gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, một số cán bộ xã, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng đã máy móc, lo xa nên vận động người dân để khóa cổng các gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly tại nhà. Đây là việc làm gây ý kiến trái chiều, có phần gây phản cảm, nên lãnh đạo huyện đã chỉ đạo chính quyền xã mở cửa cổng ngay cho các gia đình bị khóa cổng trước đó. Đại diện UBND huyện Thiệu Hóa đã khẳng định huyện luôn luôn chào đón người dân đi làm ăn xa trở về quê đón Tết. Tuy nhiên thì bà con cần tiến hành khai báo y tế, test nhanh để phòng chống dịch COVID-19. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mới đây, phim trường Cổ Mộc Trấn ở phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang đã có một buổi khai trương rầm rộ và thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên thì ngay sau đó, UBND thành phố Long Xuyên đã xác định chủ đầu tư Cổ Mộc Trấn xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp, nên phạt 15 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ công trình. Trước đó, chính quyền địa phương không phát hiện được do chủ đầu tư đã cố tình xây dựng tường rào bao quanh công trình này. Theo đó, cơ sở kinh doanh Cổ Mộc Trấn do ông Dương Văn Dũng, 44 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Khu đất xây dựng phim trường Cổ Mộc Trấn có diện tích là gần 25.000 m² trên loại đất trồng cây lâu năm. Khu đất này được xây dựng tường rào mặt chính cao khoảng 4 m che khuất tầm nhìn, nên trong quá trình kiểm tra giám sát xử lý trật tự xây dựng tại địa phương không phát hiện được quá trình xây dựng phim trường. UBND thành phố Long Xuyên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Văn Dũng về hành vi vi phạm hành chính xây dựng công trình không có giấy phép, 15 triệu đồng và buộc ông Dũng phải dừng thi công xây dựng công trình này cũng như là tạm ngừng các hoạt động dịch vụ tại Cổ Mộc Trấn. Và tiếp theo, chương trình Nông thôn Chuyển động sẽ cùng bàn luận về vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đặc biệt là từ sau vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai, hình ảnh các em nhỏ tại đây đang được chia sẻ chóng mặt với những bình luận thiếu tính nhân văn. Điều này sẽ gây ra những hậu quả dài lâu như thế nào? Câu trả lời sẽ được khách mời đến từ tổ chức Trai Fan chia sẻ trong tiểu mục Chuyện làng Chuyện nước. Thưa quý vị, vừa qua hàng loạt thông tin liên quan tới vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ cũng như là xôn xao, bàn tán về những tình tiết xoay quanh câu chuyện này. Tuy nhiên thì bên cạnh những hành vi đáng lên án của ông Lê Tùng Vân thì thông tin được chia sẻ nhiều nhất trong những ngày vừa qua lại là hình ảnh, thông tin cá nhân về những đứa trẻ sống ở đây. Từ tên tuổi những đứa trẻ, mối quan hệ, thông tin, giám định ADN và cả những cây da phả do cộng đồng tự vẽ lên cũng bị lan truyền trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Và chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ quan tâm tới vấn đề này, vì trước khi làm truyền thông thì chúng ta cũng là những bậc cha mẹ, đúng không ạ? Trước sự vô tư đào xới đời tư của những đứa trẻ thì không ít những ý kiến đã lên tiếng bảo vệ các bé, như là chúng chỉ là những đứa trẻ, hãy để cho chúng yên, trẻ con vô tội, chúng chỉ bị người lớn lợi dụng mà thôi. Mấy đứa trẻ này vẫn tài năng, ngây thơ, chuyện làm sai là của người lớn. Các tổ chức bảo vệ trẻ em cần sớm vào cuộc và đừng để các con phải chịu tội vì người lớn. Nhìn rộng ra, những vụ tương tự ở những nước hiện đại, báo chí cũng đã chỉ đưa tin về tội phạm, tuyệt đối không đả động gì tới người nhà. Còn nếu mà có thì sẽ trích lời của người thân hay bạn bè và họ sẽ giấu tên. Chính quyền chủ động tạo điều kiện để họ có thể tạm lánh hoặc chuyển đi nơi khác, thậm chí là họ còn được đổi tên họ và giấy tờ tùy thân nếu yêu cầu. Các quỹ phúc lợi của nhà nước cũng sẽ trợ cấp chỗ ở, người bảo trợ đảm bảo là có thể bắt đầu được một cuộc sống, có thể sống lại từ đầu mà không quá bi kịch. Thậm chí là họ còn có những lối thoát an toàn, ví dụ như là học tại nhà. Còn ở Việt Nam, về quyền riêng tư, có lẽ là chúng ta vẫn chưa được quá tôn trọng. Những nút chia sẻ, vô tư, thiếu suy nghĩ cũng có thể khiến cho chúng ta trở thành nhẫn tâm. Và tôi biết là sau nhiều vụ án, có những người mà đã phải có tội, đã phải lĩnh án, thì những người thân vô tội của họ lại bị bỏ lại giữa thị phi, nhiều người phải chạy trốn khỏi làng và đi biệt xứ.
Nhưng mà đã đến lúc chúng ta phải kêu gọi cộng đồng cần phải cư xử giàu tính nhân văn hơn và trước hết là phải đúng quy định pháp luật. Vì chúng ta không lường trước được những hậu quả đến với các bé sẽ như thế nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà hành xử như thế nào là đúng, điều này chắc chắn là sẽ còn nhiều người chưa biết đến. Và để mang đến những kiến thức về lĩnh vực này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay bà Nguyễn Thị Bích Liên, giám đốc tổ chức Chai Fun Việt Nam. Và ngay bây giờ thì cảm ơn bà Liên đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay với chúng tôi. Cảm ơn chị. Trước hết thì xin mời bà Liên cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi một phần tổng hợp của chúng tôi. Liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị cộng đồng xã hội giữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đại diện Cục Trẻ Em cũng khẳng định lỗi lầm của người lớn không liên quan đến trẻ em và sự việc các em bé tại đây bị các đối tượng trục lợi bất chính đã có cơ quan công an xử lý. Pháp luật có quy định rõ việc lộ bí mật thông tin của các em bé tại đây sẽ bị xử phạt. Theo Điều 31 Nghị định 130/2021 NĐ-CP, hành vi công bố tiết lộ một trong các thông tin mà không được sử dụng đồng ý của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Thông tin bao gồm tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh cá nhân, thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em, tài sản cá nhân, số điện thoại, địa chỉ, thư tín cá nhân, địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán, địa chỉ thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em, thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em. Về cách xử lý tin tức một vụ án ở nước Áo, người cha loạn luân Frin, 73 tuổi, nhốt con gái dưới hầm 24 năm để lạm dụng tình dục. Vụ án này chấn động cả thế giới. Các báo Việt Nam đợt đó cũng dịch hàng ngàn bài. Phóng viên tập trung dày đặc quanh nhà với đầy đủ máy quay phim, chụp hình, truyền hình trực tiếp, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy một bức hình nào của nạn nhân và 6 đứa con của cô ấy. Các bé đã được lập tức thay tên đổi họ, lập tức bí mật chuyển đi nơi khác để lớn lên, không bị kỳ thị. Những vụ tương tự, ở những nước hiện đại, báo chí cũng chỉ đưa tin về người phạm tội, tuyệt đối không đả động gì tới người nhà, còn nếu có trích lời của người thân hay bạn bè thì giấu tên. Chính quyền chủ động tạo điều kiện để họ tạm lánh hoặc chuyển đi nơi khác, thậm chí còn được đổi tên họ và giấy tờ tùy thân nếu yêu cầu. Các quỹ phúc lợi của nhà nước sẽ trợ cấp chỗ ở, người bảo trợ đảm bảo có thể bắt đầu cuộc sống lại từ đầu một cách không quá bi kịch. Thưa bà Liên, việc cộng đồng hay là truyền thông liên tục nhắc đến sự việc và đặc biệt là theo hướng là có những cái bình luận tiêu cực có thể nói là thiếu nhân văn hay là thậm chí là công khai hình ảnh, danh tính của những đứa trẻ trong vụ việc Tịnh Thất Bồng Lai sẽ gây ra những hậu quả gì đến tâm lý, đến cuộc sống của các em về sau? Bà có thể chia sẻ cho chúng tôi đúng không ạ? Việc đầu tiên là khi nói đến là việc mọi người chia sẻ công khai như vậy có cái rủi ro và có những tác động tâm lý như thế nào đối với trẻ, thì việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ về mặt pháp lý và mặt luật pháp. Chúng ta đều có những cái nền tảng thông qua pháp luật và những quy định về chia sẻ thông tin cá nhân và nhất là những thông tin trên mạng truyền thông xã hội, ngay như kể cả đối với người lớn mà là những người có thể tự bảo vệ bản thân mình, thì những thông tin mà chia sẻ với một cá nhân khác ấy thì đã luôn luôn phải hỏi ý kiến của họ, cái sự đồng thuận của họ thì mình mới được phép chia sẻ. Nhưng mà với những tình trạng hiện tại như trên mạng xã hội thì chị có thể thấy rằng là người dân của chúng ta đôi khi có thể là không nắm bắt được cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi chia sẻ thông tin về người khác, cho nên họ cảm thấy rất là thoải mái, tự do. Và đôi khi họ nghĩ rằng từ cái lòng tốt và sự trắc ẩn của mình sẽ tận dụng cái mạng thông tin đại chúng để có thể chia sẻ đến nhiều người biết hơn. Nhưng họ không biết rằng trên thực tế nó có thể gây hại rất nhiều. Và đặc biệt đối với là trẻ em là đối tượng mà sẽ dễ bị tổn thương hơn. Các em không được cái cơ hội để nói ra được rằng các em muốn gì và không muốn gì. Vì trên thực tế, ví dụ như là những câu chuyện mà nói về những phẩm chất quý giá của em, những cái điểm mạnh của các em hay những thành tựu của các em, thì đó là những điểm tự hào. Thì rõ ràng khi nhắc lại những điều đó thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tự hào và có một nguồn động viên khuyến khích. Nhưng chúng ta biết rằng tất cả những thông tin vừa qua khi mà chia sẻ rõ ràng là những thông tin mang tính ngược lại rất là nhiều, tức là mà nó ảnh hưởng trầm trọng đến là nhân phẩm của các em và sự tôn trọng của người lớn dành cho các em. Và thậm chí trong đấy có thể là sự thật đi chăng nữa thì chúng ta phải hiểu rằng đó là những điều không may mắn và đó là những việc mà người lớn đã gây ra cho các em mà chúng ta cần phải bảo vệ các em, không phải là bằng cách chia sẻ. Cái cách chia sẻ như vậy, những thông tin gây hại như thế và những tin không tốt như vậy, nó mang tính không tôn trọng đến nhân phẩm của các em và thậm chí là đẩy các em vào một cái sự rủi ro và một cái việc gây hại mới cho các em.
Và cái thứ hai nữa là chúng ta không nghĩ về lâu dài, khi các em lớn lên và các em đã trở thành người lớn, lúc ấy hoàn toàn có thể nhận biết được. Và cái thông tin nó cứ mãi ở đó, nó gây tổn thương rất nhiều. Hoặc là có những cái quá khứ mà không phải, kể cả là quá khứ do các em hay là không do các em, thì rõ ràng có những quá khứ mà nó không đẹp, thì các em có nhìn lại thì nó sẽ tiếp tục gây tổn thương cho cái đời sống tương lai của các em sau này. Cho nên vì vậy trên môi trường xã hội là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến nguyên tắc là tôn trọng, luôn luôn tôn trọng về nhân phẩm đối với tất cả mọi người, và trong đấy đặc biệt là trẻ em. Vâng, chúng ta cũng biết rằng là có lẽ là chúng ta có rất là nhiều luật, có rất là nhiều những quy định về việc là bảo vệ trẻ em, và kể cả việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng nữa. Có thể không quá lời khi chúng ta nói rằng chúng ta có một rừng luật, nhưng mà trong cái câu chuyện cụ thể này, các em đang bị đối xử theo một cái cách mà chúng tôi vẫn hay nói với nhau là luật rừng. Và bà có thể chia sẻ chúng tôi là cái có lẽ là có cái việc tuyên truyền của chúng ta tới những người dân trong cái câu chuyện này, và trong cái việc mà người dân đang quá hồn nhiên chia sẻ những hình ảnh, những thông tin cá nhân của em, và thậm chí là vẽ lên những cái thông tin sai lệch, là cái công tác tuyên truyền của chúng ta chưa thật sự là tốt. Tôi nói rằng là tất nhiên rằng là nó có rất nhiều nguyên do của nó, như ban đầu tôi vừa chia sẻ đấy, đúng chắc chắn rằng là công tác tuyên truyền của chúng ta về luật pháp tôi nghĩ rằng đang ở mức độ rất là trung bình. Vì là luật pháp không phải là nhà nước đưa ra là người dân tự dưng lại biết và tự dưng lại thực hiện theo nó. Chắc chắn phải có tuyên truyền. Vì luật pháp không phải là do người dân viết ra và nghĩ ra, mà luật pháp là do chính quyền xây dựng lên cùng với bộ ban ngành, với cả kiến thức và tham khảo cả trên bình diện quốc tế nữa và quyền con người. Thế nhưng mà khi đưa ra thì bạn phải hướng dẫn, bạn phải tuyên truyền, thì người ta mới nắm được trong đấy là nghĩa vụ và quyền lợi của họ và mục đích của những cái chính sách đấy là như thế nào. Và nếu vi phạm thì bạn sẽ phải chịu cái trách nhiệm như thế nào, thì lúc đấy thực sự là người ta mới hiểu được và người ta thực hiện đúng. Hiện tại tôi nghĩ rằng cái công tác tuyên truyền của chúng ta ở một cái mức độ rất là vừa phải, cho nên là người dân ấy họ không nắm được. Có thể có một số bộ phận thì là tự tìm hiểu và hiểu biết thì là người ta sẽ không làm như thế. Nhưng phần lớn những cái người mà tôi thấy đăng trên môi trường mạng như thế đấy, tôi không nghĩ rằng là họ có kiến thức để hiểu rằng mình phải làm như thế nào là đúng, hoặc là làm như thế nào để bảo vệ trẻ. Hiện tại chính quyền đã bắt đầu là tập trung và ưu tiên cái vấn đề này nhiều hơn rồi. Nhưng mà nếu như trong vấn đề là chúng ta chưa tuyên truyền, thì chúng ta xử lý như thế nào đối với cả những thông tin mà lan truyền một cách bừa bãi như vậy? Thì tôi nghĩ đều có chế tài mà. Hoàn toàn chúng ta có thể đưa ra những chế tài là những cái trang mạng và trang báo đấy, chúng ta phải có proxy, phải có cái chế độ là stop ngay. Tất cả những thông tin mà đưa thất thiệt về trẻ em như vậy là chúng quyền là ở tất cả những trang mạng đấy họ có đăng hay không mà. Cho nên tôi nghĩ rằng ngay lập tức thì cái việc đầu tiên quan trọng đấy là các doanh nghiệp và các những cái chủ của những cái trang mạng xã hội đấy và các kênh ấy cần phải có những cái chính sách và quy định về việc rằng là cái gì được phép đăng ở trên mạng và cái gì không. Qua cái câu chuyện cụ thể này, chúng ta thấy rõ ràng là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã đề nghị là cộng đồng xã hội giữ bí mật thông tin cá nhân của các em để bảo vệ các em ở trong Tịnh Thất Bồng Lai. Nhưng mà theo kinh nghiệm của bà, một người có rất là nhiều kinh nghiệm lâu năm trong việc bảo vệ quyền trẻ em, thì bà có nghĩ rằng là cái yêu cầu này, cái lời đề nghị này sẽ được tôn trọng hay không? Và nếu mà có cá nhân nào tiếp tục khai thác những bí mật đời tư của các em vì những cái mục đích trục lợi cá nhân thì sẽ bị phát hiện và các em sẽ được bảo vệ tiếp theo như thế nào, thưa bạn? Tôi nghĩ rằng đây, như tôi nói là nó không thể một ngày hai, khi mà chúng ta đang có ở cái những mức độ hiểu biết của người dân hay là cái việc tuyên truyền nó trung bình, thì nó cần phải có chung tay của toàn bộ xã hội và tất cả các cơ quan đoàn thể và những cái tổ chức mà làm về trong lĩnh vực này hay là trợ giúp chính quyền. Ví dụ như tôi có thể chia sẻ như là Chai Phan hay là một số tổ chức làm về trẻ em, tập trung vào những cái quyền về trẻ em khác. Thì chúng tôi hiện tại đang có rất là nhiều dự án tại các vùng điểm của mình. Chai Phan thì chúng tôi tập trung làm ở Hòa Bình, Bắc Cạn, Cao Bằng, nhưng mà còn nhiều tổ chức khác trong cái nhóm làm về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em như là Plan One Vision Safe Children và một số tổ chức khác nữa, thì họ đều có những cái tỉnh khác. Thì chúng tôi mặc dù là có thể cách tiếp cận dự án thì nó có thể khác nhau, nhưng mà đều chung cái mục đích, đều có những cái can thiệp dự án mà trợ giúp những cái vùng đó tuyên truyền về những cái hướng dẫn là khi mà tham gia ăn trên môi trường mạng đấy thì trẻ em sẽ cần phải chú ý những đặc điểm gì, hay là kể cả bố mẹ các em. Trong cái tôn trọng đấy liên quan đến sự vụ này, đó là tôn trọng thông tin về và đến là những thông tin riêng tư của mỗi con người và của các em. Cho nên đăng ấy phải có được sự cho phép, nó không phải là của mình thì mình không được hồn nhiên mà tự nhiên đăng lên mà không xin phép. Có thể trẻ em không được xin phép thì đấy là bố mẹ các em hay những người bảo trợ hay là chăm sóc các em đều phải được hỏi đến, phải được phép thì mới được đăng, còn không thì tuyệt đối sẽ không được đăng. Và cái thứ hai đấy là cái việc là nguồn thông tin. Chúng ta phải luôn luôn để ý những cái thông tin trên mạng xã hội có nguồn trích dẫn không, có phải là những thông tin chính thống không trước khi chúng ta chia sẻ. Chứ chúng ta không nhìn lấy cứ thấy thông tin nào là cái chúng ta chia sẻ ngay, vì trên thực tế đấy nó mang tính ẩn danh. Cho nên nếu như không có nguồn thông tin, bạn sẽ không thể biết rằng là cái mục đích của người đó hay cái người đứng đằng sau đó là tốt hay là xấu, hay họ có ý định gì.
Thì đấy là một số cái thông tin mà thông qua dự án của chúng tôi thì chúng tôi muốn nói, đó là cái cần sự chung tay của toàn bộ các nguồn lực trong xã hội. Nếu như mà chúng ta cái muốn cái sự việc này nó xảy ra càng sớm càng tốt, chúng ta cải thiện được tình trạng về vấn đề thông tin cá nhân và thực hiện nó một cách chuẩn xác ấy, vì quyền lợi của tất cả mọi người và đặc biệt là vì quyền lợi của trẻ em, thì là chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải theo dõi những thông tin mang tính giáo dục về những nguồn này. Và đồng thời khi mà tất cả chúng ta đều quan tâm ấy và lên tiếng về cái việc là chúng tôi có nhu cầu về cái việc này, thì tôi đảm bảo rằng chính quyền sẽ đầu tư thời gian và tiền của và ưu tiên cho cái việc này. Tôi không muốn nói tất cả, nhưng mà có lẽ ở Việt Nam rất là nhiều bậc cha mẹ họ rất là hồn nhiên công khai hình ảnh hay là thông tin cá nhân của con mình trên mạng xã hội, và thậm chí là có những bậc cha mẹ họ lập ra những trang YouTube, TikTok, và ở đó thì họ cũng chia sẻ rất nhiều những thông tin về gia đình, về con cái của mình, và để nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng, của dư luận. Và những hành động này theo bà liệu có đúng hay không, và những bậc cha mẹ họ cần phải lưu ý những gì trong việc công khai thông tin của chính bản thân con cái của họ? Tôi không dám nói rằng là không ở vị trí của họ để mà phán xét rằng là họ làm như thế đúng hay không đúng. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói đây rằng là họ cần phải có kiến thức để hiểu rằng là những thông tin mình chia sẻ đấy nó tiềm ẩn những cái rủi ro gì cho con em mình hay không. Chúng ta đều biết rằng bố mẹ thì luôn luôn tự hào với các con. Chúng ta rất là tự hào. Và tất cả gì chúng ta đang ấy là muốn thể hiện cái sự tự hào đối với con mình. Nhưng mà có những người, như tôi đã chia sẻ, có những người biết và những người không biết rằng là mạng xã hội sẽ có những điểm mặt rất tốt, nhưng luôn luôn tiềm ẩn những cái rủi ro mà những thông tin về trẻ em đấy người ta có thể sử dụng với những ý đồ mà không đúng theo những ý định ban đầu của mình. Tôi có thể chia sẻ thôi, trên mạng xã hội gặp rất nhiều, đấy là bạn có thể chia sẻ con mình rất là xinh đẹp hoặc là rất nhiều thông tin này kia thôi, và đặc biệt lại còn biết rằng là con học ở trường nào. Có rất nhiều kẻ xấu họ có thể sử dụng thông tin đấy cho cái mục tiêu quảng cáo, mà quảng cáo đấy có thể dành cho mục tiêu xấu nữa, thì tự nhiên là không họ dùng nó với không có ý đồ giống như bố mẹ là khoe về sự tự hào các con, mà lại khiến thậm chí rằng là còn bêu xấu hoặc là động đến cái sự tôn trọng và không tôn trọng cái nhân phẩm của các con. Vâng. Và hoặc là họ có thể biết thông tin về địa chỉ, họ có thể tiếp cận con ở ngoài đời. Vâng, xin cảm ơn với những chia sẻ vừa rồi của bà. Có lẽ là thời trước ạ, nếu mà cha mẹ muốn khoe những kỷ niệm của gia đình thì họ sẽ lấy những bức ảnh và dán chúng vào một cuốn sổ, đúng không ạ? Nhưng ngày nay mọi thứ đã khác rồi. Toàn bộ thế giới mạng chính là cuốn sổ ảnh đó. Từ Instagram tới Facebook, từ YouTube tới blog cá nhân, cha mẹ toàn cầu không chỉ chụp ảnh con mình nhiều hơn bao giờ hết, mà họ còn sẵn sàng chia sẻ những bức ảnh đấy với những người hoàn toàn xa lạ. Vâng, và tôi nghĩ rằng là phần lớn việc làm này xuất phát từ động cơ tốt, đó là chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ hạnh phúc của con trẻ. Tuy nhiên thì nhiều người không lường trước được rằng đó là thói quen chia sẻ thì ảnh của con thường xuyên ở trên mạng xã hội còn là một cái xu hướng và tiềm ẩn rất nhiều những rắc rối khác. Và không phải đứa bé nào cũng thấy biết ơn vì điều đó khi mà chúng lớn lên đâu ạ. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chia sẻ quá nhiều những hình ảnh, những bức ảnh gia đình có thể khiến cho con trẻ trở nên căng thẳng hơn, lo lắng hơn và dễ trở thành nạn nhân của tội phạm và trộm danh tính. Vì vậy mà cha mẹ cũng cần lưu ý một số điều khi mà chia sẻ hình ảnh của con cái trên mạng xã hội. Hiện tượng cha mẹ chia sẻ ảnh con cái trên mạng xã hội được giáo sư luật Stacy Steinberg đến từ Mỹ gọi là sharenting, tạm dịch là cha mẹ chia sẻ. Theo bà Stacy, các trang mạng chia sẻ xã hội có lựa chọn đặt mật khẩu và những nội dung online nằm ngoài tầm với của thuật toán tìm kiếm Google và cha mẹ nên áp dụng với việc chia sẻ ảnh con cái. Bà cảnh báo các bậc cha mẹ nên luôn dè chừng khi đăng ảnh con không mặc hoặc chỉ mặc một phần quần áo lên mạng. Họ cũng nên cảnh giác khi chia sẻ địa điểm của trẻ, trường học hoặc nhà riêng. Và nếu có ý định tham gia diễn đàn mạng, cha mẹ nên thực hiện những điều trên trong khi giữ ẩn danh tên tuổi con mình. Cha mẹ nên cân nhắc sử dụng chữ cái đầu hoặc nickname cho con khi nói về con trên mạng. Cha mẹ cũng không nên sử dụng họ trong các tiểu sử đăng trên mạng. Ngoài ra, không nên chia sẻ ngày sinh của con vì có thể sẽ bị người lạ lợi dụng để làm hại các bé. Một điểm cần chú ý khác, theo giáo sư Steinberg, là cha mẹ nên trao cho con quyền được quyết định trẻ muốn và không muốn chia sẻ gì trên mạng từ khi còn nhỏ. Bà thừa nhận, một đứa trẻ 6 tuổi có thể không hiểu hết những ẩn ý từ mạng xã hội, nhưng trẻ sẽ hiểu rằng, ngay cả khi bạn tự hào, hãnh diện về điều đó, bạn có thể muốn hoặc không muốn chia sẻ với mọi người. Tại Anh, có đến 1/3 trẻ em, tương đương 34% trong số 868 trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 15 cho biết cha mẹ thường không hỏi ý kiến các em trước khi đăng ảnh và kiến nghị rằng việc đăng ảnh này cần phải hỏi ý kiến con cái và có thể xem xét để cấm. Cha mẹ nên trao cho con quyền được quyết định là muốn hay là không muốn chia sẻ hình ảnh trên mạng từ khi còn nhỏ.
Bà nghĩ sao về quan điểm này? Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải cần rất cẩn trọng khi mà nói về cái nhận định này. Vì chúng ta phải biết rằng là ở trong đây là có tôi vẫn còn thấy thiếu thông tin. Ví dụ tôi thấy rằng nó có thể có từ hai khía cạnh là cha mẹ cần phải hỏi ý kiến các con và đồng ý của các con cho bất kỳ vấn đề gì mà mình sẽ phải đăng, họ đăng lên trên mạng xã hội. Và có một khía cạnh khác là các con muốn rằng là mình tự quyết định cho tất cả thông tin gì mình muốn và mình tự đăng trên mạng xã hội. Đó là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Từ phía vợ, phía cha mẹ, chúng ta biết rằng trẻ có rất nhiều độ tuổi. Ví dụ như độ tuổi còn nhỏ mà các con chưa biết trên mạng xã hội là gì. Ví dụ các em bé từ 1 đến 3 tuổi chẳng hạn ấy, thì các em đâu có biết là kể cả bố mẹ hỏi có hỏi ý kiến thì các em cũng sẽ không trả lời được rằng là con muốn hay không và muốn đăng cái gì. Thì cái việc đó là cha mẹ phải là những người vô cùng hiểu biết. Phải tự họ chính là người quyết định xem rằng là những cái điều gì nó phù hợp và nó có thể tiềm ẩn những cái rủi ro như nào đối với con mình. Thì như câu chuyện chúng ta đã chia sẻ trước đó rồi, đấy là nói về cái sự hiểu biết của cha mẹ cần phải tự tìm hiểu, hoặc là chúng ta sẽ phải có những công tác tuyên truyền tốt hơn để giúp cha mẹ tiếp cận hơn để mà có quyết định rằng là mình chia sẻ như thế nào khi con mình còn nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là những trang mạng xã hội ấy, người ta đều có quy định về độ tuổi khi trẻ em tham gia môi trường mạng. Ví dụ khi ở cái độ tuổi mà các em được đã hiểu về môi trường mạng rồi và bà có thể nói là có hay là không, con không đồng ý, vào cái độ tuổi là các em tự nói ra được các chính kiến của mình rồi, thì tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta cần phải chia sẻ với các con, vì đấy là thể hiện sự tôn trọng. Vì đấy là những thông tin liên quan đến các con, không phải vì là con mình thì mình muốn bất kỳ làm cái điều gì cũng được. Mình sẽ chia sẻ với các con và để đạt được sự đồng thuận của các con. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta cũng biết rằng là trẻ em thì có những cái kinh nghiệm và có những cái hiểu biết mà có thể là các em chưa nắm được tất cả, mà có thể quyết định được rằng là con muốn đăng cái này không hay không ấy, thì quay trở lại một lần nữa vẫn là phải phụ thuộc vào kiến thức của cha mẹ để mà mình có thể khuyên nhủ các con rằng là chúng nên đăng gì hay là không nên đăng gì. Vì chúng ta biết ấy, đôi khi tôi cũng biết có những trường hợp không phải là cha mẹ là thích đăng đâu, mà đôi khi con lại muốn đăng bởi vì con tự hào mà và con muốn đăng. Thế thì kể cả là con muốn cha mẹ đăng hay con tự đăng thì cái việc đó chúng ta cần phải biết rằng là ở cái độ tuổi của các con là dưới 18 tuổi như đối với thế giới hay là 16 tuổi đối với cả Việt Nam là vẫn là đối tượng trẻ em đấy, thì bố mẹ cần phải luôn luôn đồng hành với các con, tôn trọng nhưng đồng thời là cũng phải có những cái từ sự hiểu biết của mình mà khuyên các con để chỉ ra cho các con những cái tiềm ẩn rủi ro khi tham gia môi trường mạng như thế nào. Vâng. Theo bà thì có những cái quốc gia nào họ có cái cách làm hay trong cái việc là tuyên truyền người dân bảo mật thông tin cá nhân của con trẻ, hoặc là hỗ trợ trong cái việc mà bảo vệ thông tin cá nhân của con trẻ tốt mà chúng ta có thể tham khảo được không ạ? Tôi nghĩ ra thực ra thì trên bình diện thế giới, những cái quốc gia ấy mà họ đã phát triển cái môi trường internet trước chúng ta đấy, ở các nước gia đã phát triển ấy, họ có cái công nghệ và môi trường mạng rồi là mạng xã hội phát triển, và chắc chắn là những cái cơ quan nước mà những cái trang mạng xã hội họ phát triển ở đấy thì họ đều phải tuân thủ luật pháp nước đó, là họ phải có những nguyên tắc để đảm bảo vệ trẻ em. Và tôi nghĩ rằng những cái công tác tuyên truyền của họ đấy cũng là tận dụng những cái trang mạng đó thôi, và tận dụng những cái nơi công cộng và truyền thông. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái truyền thông là rất quan trọng và bản thân họ cũng nắm được, nhưng mà không có nghĩa rằng là trên thế giới thì họ thực hiện tốt hơn Việt Nam về vấn đề chia sẻ thông tin liên quan đến con em mình đâu. Họ bởi vì những cái bậc bố mẹ có thể kể cả hiểu biết nhưng họ vẫn rất là tự hào và họ cảm thấy rằng tôi vẫn có thể bảo vệ được con mình và không ai có thể động đến con mình cả. Thì tôi nói cái tình trạng này không có nghĩa rằng là họ có cái hệ thống tốt hơn hay là họ đi trước chúng ta, họ có thể làm công tác tuyên truyền rất là tốt, nhưng mà điều ấy không có nghĩa rằng là họ có cái tỷ lệ cao hơn nhiều sau cái việc là cái đây là cái tình trạng chung không phải chỉ Việt Nam mà tôi nghĩ là trên toàn thế giới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chế tài của họ rất là tốt. Họ chế tài và những cái trách nhiệm liên đới đến bậc cha mẹ ấy, họ có cái hệ thống làm rất tốt để mà tôi sẽ không cần biết, tôi truyền tiền bạn biết hay không biết thì đấy là vấn đề của bạn, nhưng mà bạn đã vi phạm những cái điều luật đó thì chắc chắn bạn sẽ xử lý. Hoặc là những thông tin mà đã đưa lên những trang đấy, mà những cái trang mạng xã hội đó mà không có quy định đấy, thì trang mạng xã hội đấy sẽ phải chịu trách nhiệm về những cái trách nhiệm đối với xã hội và đối với cả luật pháp của nước sở tại. Thì tôi nghĩ cái điều đấy là điều quan trọng, chúng ta cần phải có những chế tài và những quy định rất là rõ ràng để mà chúng ta không phải chỉ phụ thuộc vào cái ý thức của người dân, mà chúng ta phải có chế tài để xử lý những việc đó, thì tôi nghĩ rằng là những cái tình trạng đó nó mới giảm được. Theo bà thì ở Việt Nam chúng ta thì có những quỹ phúc lợi hỗ trợ trẻ trong những cái vụ việc tương tự như cái vụ việc ở Tịnh Thất Bồng Lai, để các bé có những cái lối thoát an toàn như thế nào và làm sao để người dân có thể tiếp cận được với những quỹ phúc lợi đó? Theo như tôi biết ấy, thì chúng ta có một cái quỹ phúc lợi, đấy là quỹ Bảo trợ Việt Nam.
Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều quỹ của các tổ chức hay là các tổ chức xã hội, từ cá nhân cho là những cái nhóm xã hội nữa thì đều có để sẵn sàng thực hiện theo những cái chính sách về hỗ trợ trẻ em, như là luật trẻ em của chúng ta từ năm được cập nhật 2016 đấy, trong đấy có những hướng dẫn rất là rõ ràng về những quyền lợi mà cho những cái nhóm trẻ em yếu thế, hoặc là có những cái sự vụ xảy ra với các em thì được hưởng lợi như thế nào. Chúng ta đều có những cái nhóm hỗ trợ như vậy và có những điều luật rất là rõ. Thế nhưng mà trên thực tế đấy thì triển khai giữa từ luật cho đến triển khai, hay là những cái nhóm trong xã hội tản mát ở rất nhiều nơi như thế đấy, phối hợp với nhau như thế nào thì nó còn một khoảng cách lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là hiện tại kể cả có những quỹ đấy chăng nữa, nhưng mà đã hỗ trợ cho em cách kịp thời chưa, hay là đến đúng đối tượng chưa, hay là gia đình các em và những người bảo trợ có biết được để tiếp cận ngay kịp thời không, thì tôi nghĩ rằng nó vẫn còn một khoảng cách rất là lớn. Đó là cái lĩnh vực mà tôi nghĩ rằng là chính quyền và các cơ quan công quyền liên quan đến trẻ em và liên quan bảo vệ trẻ em sẽ cần phải dành thời gian và nguồn lực để mà phát triển nhiều hơn những cái hướng dẫn, để mà những cái quyền lợi dành cho trẻ em trong sự vụ xảy ra ấy là đến được với các em kịp thời ngay. Và thực sự quan trọng hơn đấy là cái dịch vụ ấy dành cho trẻ em ấy sẽ phải được thực hiện một cách đúng đắn, để không đẩy các em và gia đình các em vào một cái tình thế còn nguy hiểm hơn hay là gây hại thêm. Thì tôi nghĩ cái điều đấy sẽ cần phải được cải thiện trong thời gian tới. Vâng, thưa bà, thưa quý vị khán giả, là qua vụ việc tại Tỉnh Thất Bồng Lai, chúng ta thấy những đứa trẻ với tên tuổi, hình ảnh bị phơi bày khắp nơi, ai ai thì cũng có thể tiếp cận tung ném chỉ bằng một cái nhấp chuột thôi. Phải nói là so với rất nhiều vụ việc thì việc bảo vệ danh tính những đứa trẻ tại Tỉnh Thất Bồng Lai không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là cực kỳ khó. Bởi trước đó các em đã bị người lớn tại Tỉnh Thất Bồng Lai sử dụng hình ảnh để làm truyền thông quảng bá cho các hành vi trục lợi từ thiện và xuất hiện rất nhiều ở các game show ở trên truyền hình, mạng ảo. Nhưng mà sự nhẫn tâm, tàn nhẫn chà đạp lên người khác, kể cả những đứa trẻ chưa có khả năng tự bảo vệ mà không cần dùng lực, dùng sức là có thật, là hiện hữu, đúng không ạ? Nhưng dù vậy, với tất cả mọi người, với tôi, với bạn, với bố, mẹ, con cái của chúng ta, mỗi người đều được quyền kiểm soát và làm chủ với mỗi cú nhấn chuột để like, để share của chính mình. Và mới đây, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ngăn chặn việc phát tán thông tin hình ảnh trẻ em ở Tỉnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội. Nhưng để những vụ việc đáng tiếc không còn xảy ra thì cần có sự thay đổi nhận thức, hành vi của cả cộng đồng. Và hy vọng cuộc trò chuyện vừa rồi với bà Liên sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về quyền riêng tư của trẻ, đặc biệt trên không gian mạng, và làm sao để chúng ta có thể bảo vệ trẻ khi trẻ vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng trong các vụ án. Và một lần nữa, xin được cảm ơn bà Liên đã dành thời gian cho chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn chị. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, bởi chúng tôi sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, chiếc nón lá là vật dụng hết sức thân thương và gần gũi với những người phụ nữ Việt Nam. Những chiếc nón lá không chỉ để đội đầu che mưa che nắng khi ra đồng đi chợ, là chiếc quạt xua đi những giọt mồ hôi dưới nắng hè gay gắt, mà còn là vật làm tăng cái nét duyên dáng nữ tính của người phụ nữ Việt Nam nữa đó. Ở cả ba miền Bắc Trung Nam của chúng ta thì đều có những làng nghề làm nón và đều có những nét đặc trưng riêng, đúng không ạ? Và khó có thể nói được hay là so sánh được nón ở đâu đẹp hơn, bền hơn. Tuy nhiên thì không phải làng nón nào thì cũng giữ được lửa nghề trong thời buổi kinh tế như là hiện nay, đúng không anh Cường? Vâng, đúng là như vậy. Hiện nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái làng nón lá vang bóng một thời, thậm chí là đã bị mất nghề luôn rồi. Tuy nhiên cũng có những làng nón vẫn đang âm thầm phát triển, đời nối đời, những lớp nghệ nhân làm nón vẫn đang giữ lửa nghề theo cách riêng của mình. Những chiếc nón lá từ đó mà có được những thị trường riêng, thậm chí là những chiếc nón này còn được đi xuất khẩu nữa. Vâng, và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân chúng tôi về với làng làm nón Chợ Mới ở An Giang, nơi mà trải qua rất nhiều những thăng trầm. Người thợ làm nón nơi đây vẫn nguyên vẹn tình yêu nghề, vẫn tỉ mẩn, sáng tạo trong công việc của mình. Nhờ đó, làng nón hiện vẫn trụ vững và phát triển đến ngày hôm nay. Dù không vất vả, cực nhọc một nắng hai sương như các nghề khác, nhưng nghề chằm nón lá đòi hỏi người thợ phải luôn kiên trì, tỉ mẩn và khéo léo. Gần một thế kỷ trôi qua, tay nghề chằm nón Chợ Mới vẫn truyền từ đời này qua đời khác. Tuy công việc thu nhập không bằng những nghề khác, nhưng vì tình yêu nghệ thuật, những người thợ vẫn luôn gắn bó với nghề, trong đó có nhiều hộ, ba đời vẫn luôn âm thầm giữ hồn cho chiếc nón Việt. Bà ngoại là năm nay 91 tuổi, bà qua đời rồi, gần mẹ. Mẹ thì 69 tuổi, lúc 8 tuổi. Bà ngoại làm rồi tới mẹ làm rồi học theo à, cha truyền con nói mà. Mình xúm lại mình sườn là người 5-7 người vô một nhà vậy đó, ngồi sườn vậy đó, vui lắm. Ngày 5-7 người, cái chiều cái người 5-7 cái gì đó, cái người đem cái
mỗi nón người ta lại người ta lấy. Nón lá chợ mới được nhiều người ưa chuộng bởi sự thanh thoát, đẹp và chắc chắn. Vật liệu chính làm ra chiếc nón lá được đặt hàng mua từ Huế, trải qua nhiều công đoạn như phơi xương, sấy khô, ủi phẳng, kiềng vành, cắt lá, xếp lá chầm và cuối cùng là khâu trang trí. Mỗi chiếc nón lá hoàn chỉnh đòi hỏi người thợ phải luôn khéo tay tỉ mẩn từng chi tiết. Sản phẩm thêm hấp dẫn khi có hoa văn được thêu trang trí trên vành nón. Chính sự trau chuốt trong nghề mà cho đến bây giờ thương hiệu nón lá chợ mới luôn chiếm lĩnh thị trường, được nhiều người tin dùng. Đi nơi khác mình dễ tiêu thụ. Nghề truyền thống mà không bỏ. Chết đem theo chứ không bỏ. Nghề không có bỏ được, tách đổi qua ngày gì cũng được chứ cũng không có nhất giả gì không. Những người thợ giỏi mỗi ngày có thể làm ra từ 4 tới 5 sản phẩm. Mỗi chiếc nón lá có giá bán từ 100.000 đồng tới 150.000 đồng. Do nhu cầu thị trường tiêu thụ tăng cao, ngày nay người thợ làm chiếc nón lá chợ mới cũng có thu nhập thường xuyên, nên vẫn duy trì để nghề luôn phát triển. Theo những cái thợ chầm nón cho biết, để có được một cái chiếc nón lá đẹp, người thợ phải trải qua quá trình lao động bền bỉ và cũng công phu với rất nhiều những công đoạn thưa quý vị. Trong đó, khâu nào cũng đòi hỏi sự khéo léo và nhẫn nại. Và cũng chính lòng yêu nghề và sự quyết tâm của những người thợ đã âm thầm níu giữ cái nghề ông cha, đã gìn giữ được cái nhộn nhịp giữa cái thời buổi hiện đại 4.0 như hiện nay ạ. Vâng, và để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với tiểu mục Cẩm nang sức khỏe để chúng ta tham khảo được những cách làm sao chúng ta có thể thải trừ đờm khỏi những căn bệnh như hen, phế quản hay là thậm chí cả COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 2 năm 2020, một báo cáo đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy trong số 55.924 người mắc COVID-19 được theo dõi, thì hơn 33% bệnh nhân có biểu hiện ho ra đờm, chất nhầy dày được sản xuất từ phổi. Triệu chứng ho của bệnh COVID-19 không phải là hiện tượng ngứa cổ họng khiến bạn phải hắng giọng, cũng không chỉ là do kích thích. Ho khan thực sự gây ra sự khó chịu xuất phát từ vùng ức và các ống phế quản bị viêm, bệnh nhân có thể cảm nhận được từ sâu trong lồng ngực của mình đó. Vâng, nhìn chung thì coronavirus chủng mới gây ra đại dịch COVID-19 thì thường không làm tăng sản xuất chất nhầy ở trong ngực đâu, nhưng các biến chứng có thể là bao gồm viêm phổi do coronavirus là tình trạng có liên quan đến tình trạng là tắc nghẽn ngực. Vâng, và để giúp cho quý vị khán giả của chúng ta hiểu rõ hơn thì cơ thể sẽ tạo ra một cái chất nhầy tự nhiên mỗi ngày để bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm trùng, do đó không phải lúc nào phát hiện chất nhầy trong ngực cũng đều là biểu hiện bất thường đâu ạ. Chất nhầy còn được gọi là đờm, được sản xuất bởi hệ hô hấp, nằm trong các mô như là mũi, miệng, cổ họng và phổi đó ạ. Và các chuyên gia y tế thì cũng cho biết rằng là khi mà mắc các bệnh về đường hô hấp như là hen, viêm phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, đặc biệt là COVID-19 thì phổi của người bệnh có thể có rất nhiều đờm, gây ra tình trạng là khó thở, khó chịu và triệu chứng này có thể kéo dài trong giai đoạn hậu COVID. Dưới đây là những bài tập thải trừ đờm nhất cho những người bị bệnh hậu COVID. Ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi. Để thải trừ đờm nhất, người bệnh có thể tập thở theo chu kỳ chủ động, kiểm soát hơi thở trong 20 đến 30 giây. Sau đó hít thở sâu 3-4 lần, tiếp tục kiểm soát hơi thở 20-30 giây, hít thở sâu 3-4 lần, kiểm soát hơi thở 20-30 giây và ho đột ngột để tống đờm nhớt ra ngoài, sau đó lặp lại chu trình. Bài tập này giúp người bệnh chủ động vừa làm sạch phổi, thông khí tốt hơn, vừa tống đờm ra ngoài đúng cách, đỡ tốn sức và không khiến việc khó thở nặng hơn. Ngoài ra người bệnh có thể thải đờm với bình nước và ống hút qua bài tập thở sau đây. Bước 1, chuẩn bị dụng cụ là bình nước, ống hút và nước lọc theo đúng kích thước hướng dẫn trong bình. Bước 2, thở ra hơi dài. Bước 3, hít vào sâu, sau đó miệng ngậm ống hút và thổi ra qua miệng dài nhất có thể, sao cho bình nước nổi bọt khí. Sau đó thả lỏng, hít thở vài nhịp bình thường và lặp lại kỹ thuật. Nếu bạn có nhiều đờm thì lặp lại ngày 3 lần, mỗi lần 10 đến 15 phút. Bên cạnh đó, để kiểm soát hoặc giảm bớt chất nhầy trong cơ thể, bạn có thể thử các biện pháp tại nhà. Uống nhiều nước, mọi người nên uống nhiều nước lọc và các chất lỏng có lợi khác. Không lạm dụng những loại đồ uống có thể gây mất nước, chẳng hạn như cà phê và rượu. Giữ ẩm, nên dùng máy phun sương làm ẩm và mát không khí hoặc xông hơi trong phòng tắm để giữ cho đường thở không bị khô và luôn được cấp ẩm. Không hút thuốc lá hay bất kỳ thuốc điện tử nào. Khói thuốc chính là chất gây kích thích và khiến cơ thể bạn tiết ra nhiều chất nhầy hơn. Dùng mật ong. Mặc dù mật ong không có tác dụng loại bỏ chất nhầy, nhưng một muỗng cà phê mật ong có thể làm dịu cơn ho tạm thời. Lưu ý, không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi. Kiểm tra bộ lọc không khí. Các chất kích thích trong không khí có thể làm tăng sản xuất chất nhầy.
Vì vậy hãy đảm bảo bộ lọc của hệ thống sưởi và làm mát tại nhà bạn luôn sạch sẽ và được thay đổi mới định kỳ. Dùng thuốc long đờm. Một số loại thuốc ho có chứa guaifenesin sẽ giúp long đờm loại bỏ chất nhầy khỏi cơ thể bằng cách kích thích người sử dụng ho ra. Nhìn chung thì bản thân chất nhầy không phải là một cái dấu hiệu đáng lo ngại đâu ạ. Nhưng mà nếu chất nhầy đi kèm với cơn ho dai dẳng vài tuần, có màu vàng xanh hoặc có máu, hoặc bạn cũng bị sốt hoặc khó thở thì nên gọi bác sĩ để được hướng dẫn thêm. Trên thực tế thì nhiều triệu chứng viêm phổi do coronavirus rất giống với các bệnh cảm cúm, mệt mỏi thông thường. Bạn và người thân cần thận trọng theo dõi sức khỏe cơ thể cũng như là tuân thủ các biện pháp phòng ngừa coronavirus để bảo vệ bản thân và gia đình. Vừa rồi là những lưu ý của tiểu mục Cảm năng sức khỏe ngay sau đây. Hãy cùng theo chân biên tập viên Tú Anh ghé thăm một khu du lịch sinh thái rất mới lạ và thú vị tại tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị, đặc sản miền Tây nói chung và Đồng Tháp nói riêng là những khu du lịch sinh thái mang vẻ đẹp, đồng quê, mộc mạc và bình yên. Về Đồng Tháp du lịch, bạn có thể ghé thăm Tràm Chim, Gáo Rồng, Xẻo Quýt để có thể tận hưởng được cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ và yên ả. Còn nếu mà đã từng ghé thăm loạt địa danh này thì quý vị và các bạn có thể trải nghiệm một khu du lịch mới mang tên Mỹ Phước Thành, tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng của phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đến đây, bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian vô cùng rộng lớn hơn 4,5 ha được thả mình giữa cánh đồng ngập tràn hoa sen, xung quanh là những ruộng lúa thanh thang. Cả một bầu trời đầy hoài niệm của một miền Tây xưa hiện lên qua từng chi tiết dù là rất nhỏ. Vì thế, nếu bạn là người yêu miền Tây, hãy một lần đến đây để tìm cho mình những cảm xúc tuyệt vời về mảnh đất này. Đến Mỹ Phước Thành, bạn sẽ choáng ngợp trước những gam màu xanh tươi mát bao trùm lấy toàn bộ khu du lịch. Sắc màu của đồng lúa hòa vào đồng sen, điểm tô thêm sắc hồng tinh khôi của hoa sen nở rộ càng làm cho khung cảnh thêm thi vị. Giữa đồng sen, nhiều chòi lá dựng lên để du khách có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh. Phong cảnh thanh bình, yên ả với sen, với hoa súng, con đường đê với những hình ảnh quen thuộc của những ngôi làng xưa. Du khách đến với khu du lịch Mỹ Phước Thành còn có thể bơi xuồng ba lá quanh đầm sen và bắt cá. Đặc biệt là du khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon của tỉnh Đồng Tháp được trình bày trong lá chuối, lá sen vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra, Mỹ Phước Thành còn được thường xuyên tổ chức những phiên chợ quê độc đáo. Nếu đến đúng vào dịp có tổ chức các phiên chợ này, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã, những món bánh dân gian của miền Tây như bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối nướng hay là bánh ướt ngọt vô cùng hấp dẫn. Nhờ vị trí nằm gần trung tâm, du khách cũng có thể kết hợp khám phá thêm nhiều điểm đến khác ở Cao Lãnh. Nhưng nhớ hãy tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch để chuyến đi của chúng ta thật vui và an toàn. Sự khác biệt không phải lúc nào cũng gây ra phiền toái mà trái lại còn trở thành lợi thế của một người. Quan trọng là họ biết đánh thức tiềm năng của bản thân. Đó là cách mà Rumeysa Kelki, người được sách kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là người phụ nữ cao nhất còn sống, đang sống cuộc sống của mình. Với chiều cao là 2,15m, cô gái 24 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này đã hai lần được Guinness vinh danh. Trước đó cô từng được ghi nhận là thiếu nữ cao nhất còn sống vào năm 2014. Chiều cao bất thường của Genji là kết quả của một tình trạng hiếm gặp được gọi là hội chứng Weaver. Hội chứng này khiến những người mắc có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với người bình thường. Genji
chủ yếu phải dùng xe lăn để di chuyển hoặc dùng khung tập đi mới có thể đi bộ được. Tuy nhiên, Genji vẫn hết lòng giúp đỡ những người khác mắc các tình trạng hiếm gặp khác. Mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế của bản thân. Vì vậy, hãy chấp nhận con người vốn có của mình, nhận thức được tiềm năng của bản thân và nỗ lực hết mình. Luôn khiến mọi người tò mò khi nhìn thấy cô, nhưng hầu hết họ đều ủng hộ những nỗ lực của cô gái trẻ. Tổng biên tập của kỷ lục Guinness Thế giới từng cho biết, thật vinh dự khi được chào đón Genji trở lại với kỷ lục Guinness Thế giới. Tinh thần kiên cường và tự hào về bản thân khi xuất hiện trước đám đông của cô chính là nguồn cảm hứng cho mọi người. Hạng mục người phụ nữ cao nhất không phải là hạng mục thường xuyên thay đổi. Vì vậy, tôi rất vui mừng khi được chia sẻ tin tức này với thế giới. Cũng xin được chia sẻ thêm tới quý vị là người đàn ông cao nhất thế giới, đó là Sultan Kosen, cũng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với chiều cao là 2m51. Tổ chức kỷ lục Guinness cũng cho biết danh hiệu người phụ nữ và người đàn ông cao nhất thế giới đều thuộc về một quốc gia là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Và thông tin thú vị này cũng đã khép lại chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.